cái tiếng gào nó gấp lại cái nghe muốn nổ lỗ tai luôn, âm thanh quá lớn. Mở về luộc, mở lên cột lên mani chứ đường ơi. Cột ngắn quá nó vượt đó chú đường ơi. Có cái mối gút ở trên đó cả nhà, nên ba có cần nhờ chú đường cột cái cọng dây luộc lên trên cái đầu này nè, trên cái mani trên này nè, để cho cái cọng dây nó thấp lại. Chứ cột với cái gào này thì thấp quá, treo mấy cái nhánh này nó, lỡ nó đè nặng xuống, lỡ tét cái này nó sụp xuống đó đó cả nhà. Cột lên cọng dây lên trên cho nó cao cao lên lại chứ, còn nó lộn. Đây bắt đầu chắc sẽ chia hai đầu dây cột hai bên. Qua cần bên kia bác ơi. Bỏ lên xà lan luôn. Bỏ lên xà lan luôn. Quay chiếc này hồi hộp quá cả nhà. Oh.
Rồi cả nhà ơi, bác cái đồng chú đường cũng đã mở dây xong cho cái nhánh này. Để tiếp tục vào trong gấp cái lóng ở trong. Này thì để tạm trên đó rồi cưa sao nha cả nhà. Chút bác ơi, sang dây nó quơ hoài, khó thao tác điều khiển đây nè, nó không có chuẩn như cái xe cẩu được. Đang đang đứng dưới mấy nhà cắt luôn. Đất rồi đó. Tới mấy rồi, đụng mấy rồi. Gạt qua là đất à, gạt qua là gãy à. Gạt là gãy à. Ôi trời ơi, nhánh nó vậy, nhánh khô. Đây chú đường ô, chú đường ô. Bỏ lên trên luôn đi bác ơi. Thank you.
cái hộp số không ăn. Thằng ông nội này ớn lắm, đi nó thắng không ăn nó tụt xuống luôn. Dạ. Cái hộp số nó không ăn. Kìa tụt hộp số. Có bể hộp số không? Bể hộp số như luôn xem đa không? Bể nó vô gắt đồ bể. Ghê quá. Hỏi dựng cần lên được không? Dựng cần lên được không? Chứ được. Nó lên chút xíu cho mở dây được. Lên quá trời, xuống quá trời. Về để dướng vô cái cục có hoài luôn. Rồi giờ chứ đường mở dây tiếp tục và sẽ đưa cái cạp vô đó tiếp tục nha cả nhà. Mới vừa lên bờ tôi toàn quay cho cả nhà xem nè cả nhà. Thôi các bạn tôi tiếp tục cột hai đầu dây. Thôi các bạn nói nhờ chú lấy chân cạp á, bơi cái cần giữa này nè, cột dây á cả nhà. Dướng dây cho đường ơi. Nó nhánh nè, ra lúc mà này. Nè ba cái toàn không cột lúc ngoài này là nó cắt trong đó mà ngoài đầu này nó nặng á cả nhà, là nó sụm xuống đứt cái cọng dây phai này nè, với lại đè mấy cái cây bên dưới. Bây giờ ba cái toàn tiến xa ra để cột dây. Cái là cái gào của sắn cạp này vô số nó không ăn cả nhà. Và cái tầng hai sao nên cột lại. Cái cọng mà mình chưa vậy không có mở đâu. Đó. Bác hỏi bà có toàn cưa cây còng mà cưa vậy là nó chết không? Bà có toàn nó sống nhăn nè. Cây còng nó dễ sống lắm cả nhà. Mình cắt mấy cái nhánh mà nó hơi tơ xanh xanh á, mình cầm là tưới nước liên tục là nó vẫn ra rễ sống bình thường á, mọc lên cây mới luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chứ đường ơi, nắm cái cọng dây kéo xuống để dướng cái dây nè, chú chú lại kéo cái cọng dây wifi xuống, con nó dướng cái cọng dây wifi nè. Đây nè, cọng này nè, cọng nó vô nhà nè. Dạ, dướng vô cái nhánh ngoài đây nè. Trời ơi, nó dướng mạnh nó. Dạ dạ, còn lên chút nữa. Còn bật cốc rộng mà tao quay không hết cái nhánh luôn nè. Rồi qua dây wifi rồi. Sáng gì đâu quá trời bự. Đầu gỗ nó cạp cái gào là nghe giật mình luôn. Âm thanh lớn ghê luôn. Cái này nguy hiểm hơn xe cẩu nhiều cả nha. Còn vừa cột mà phải vừa điều chỉnh sợi dây cho hai cọng nó đồng nhau nữa nha. Cái tính toán làm sao là cột làm sao cho chiếc sáng cẩu lên dễ dàng á. Ba cái đoàn cột hai dây đầu trên đầu dưới cái nó cân dễ gẩu dễ cẩu nè cả nhà. Cái đoàn trên đây thì đang cắt bớt cái lóng. À, mấy cái nhánh thì cẩu lên chiếc xà lan để trên luôn nha cả nhà. Cái lóng nằm trong hốc kẹt đó, tao không biết làm sao mà chiếc xà lan cẩu được đây nữa, chiếc sáng cạp cẩu được đây nữa.
này ba cái đang cắt bớt lóng xuống thì vậy cả nhà. Đó, cắt bớt cái gù này. Này chắc cắt lấy thôi bằng tay ra luôn á cả nhà. Lấy thủ công ra luôn. Cái lóng này cũng nhỏ cả nhà. Tới miếng tôm rồi, tới miếng tôm rồi. Ba con cắt xém chúng cho miếng tôm. Dừng đủ miếng tôm, miếng tôm. Nó gớt xuống gãy cái nhánh này. Cái này bỏ xuống được rồi ba hả ba? Này xuống đây bỏ tay được không? Nghiêng qua nó cũng nghiêng qua luôn. Gần xuống nghỉ thêm luôn. Ba có toàn lấy cái ông dây của bác chủ nhà luôn cả nhà. Dây luộc. Con này cũng khá lớn. Cọng này chắc dùng để neo chiếc xà lan lại. Cái này làm ghế đôn mà cả nhà. Làm gì làm sao làm đôn lại chi nặng nề vậy? Nãy chú đường có toàn đẻo chưa sạch, ba có toàn đẻo lại. Cái chặt sâu sâu xuống chút xíu để lấy cái lóng này nó hơi dài một tí. Thằng bác làm luộc bình. Đây có cái cối đầy cổ luôn nè cả nhà. Cối xe gạo với xe đậu nữa.
trên này có cái gào nè, cái hộp số nó bị tuột hoài cả nhà, toàn không dám lại đó quay cận cho các nhà xem. Đấy, chiếc xe cẩu thì toàn dám vào. Rồi đứt lại cả nhà. Hẹp quá. Rồi đứng xa ra không được. Rồi này cái lóng này bỏ lên xà lan luôn cả nhà. Bác nói có tấm thớt làm cá rồi. Hai tấm luôn hết. Dạ. Bằng châu cũng được. Bằng thịt châu cũng được. Thịt châu cũng được, có một cái. Mắt mốt. Không chắc cũng được nha, xéo rồi. Tại lấy cái lóng kia cho nó vuông á, nó tròn lóng kia. Tại nó xéo thôi bác. Đâu quan trọng cái lóng kia đâu. Mới hổm cho nói không. Ông lấy lửa xuống rồi hổm. Đó, cái lục bình ở ngoài này trong cái miệng chứ biết à. Từ cái bụng nó đứng đâu lên được thì nó đây nhà có nước ngon rồi nè, nhưng mà nó đâu lấy được cái này đây rồi, cái tại cái miệng đây thôi, nãy cây kia nè, cũng vậy nè, nó cũng lấy lên cũng vậy, không lấy lên được, nó hết rồi nè, anh cho nó hết rồi nè. Nó hết lại á, cậu ấy lên làm thử nè nha. Rồi hổm lấy đậu đục này nè, đục này xuống ngon hơn, lên lấy lên. Rồi hổm mấy ngàn rồi. Cái nhãn nó cao bên kia hả? Phải. Dạ. Hồi xưa tại đây kia xuống rồi nè. Quên hả? Quên. Quên tháng rồi ha. Xưa là về là khai thác được luôn rồi, khỏi ông bào lại. Gặp mình chưa lại miết, chưa dính lại rồi. Gặp mình chưa lại miết, dính rồi. Có một mà đi luôn ra hả? Dạ. Đây á. Về về đổ thùng nước này múc thùng, chịu khó múc thùng khác đi bác ơi. Đang đào sâu sâu xuống cho thêm được nhiêu thêm. Nhưng mà không có, bây giờ lấy bàn lại nó cũng không có đẹp, nó phải như chỗ này nè, cái miệng nó ngay đây rồi. Bây giờ anh lấy cào lên đây nó cũng vậy à, nó cũng chỉ cái miệng nó ngay đây thiếu rồi. Biết chỗ này nè. Nếu anh nó đâu có liền đâu, phải chỉ không có nhấn này á. Nó bị cái miệng ngay chỗ này nè cả nhà. Cái miệng nó đây nó dướng rồi. Dướng rồi, dướng đây coi chút xíu à. Dạ phải đào á. Nó có bị mắc không? Đó, ý đó là cái này nó lấy cái này nó được cái này nó có cái này nó không có đủ thiếu tôi nó lấy cái này nè, nó không qua đây rồi, nó không qua đây được, thấy không, nó qua nè, thiếu tụi này nè. Sao đào xuống hả? Vậy chịu khó đổ cái thùng đó mình đào xuống chút xíu, thêm miếng, thêm một hai tấc cây cũng được. Chỗ này nó nước xong. Chợ nước tính bữa nào rồi thì thuê chiếc xe chở nước xuống cho bà con, chứ mà hổm này không qua mình chưa đi được rồi. Thấy tội nghiệp. Không có làm rồi, nhưng mà bà con cần nước suối giống chai và để cho học sinh đi học. Chứ không cần nước ngọt. Ừ, như xưa nào mình đi một chuyến. Nước trong chai, nước nhỏ 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 cho đi một cái. Nước kia phải nấu lại nữa mà hạn hán mình cũng không được. Cũng không đủ được. Không, không, rớt chút xíu. Để chung tay góp sức, có gì mình có ít mình chia sẻ ít thì sao vậy? Có bụng hai dưới rồi thử lên. Ồ, đúng bành cái gì? Sợ ở đây đào xuống dẹt. Hôm nay thảm họa thiên nhiên có hai nơi rồi, Gò Công với lại trên An Giang.
Nhưng mà Cà Mau bị thiếu nước. Ba có hai hổng điện lên trước đạp ở trên gần chùa Tương Lai ở trên núi cho con đang thì nói đá thì khổ rồi nên. Ủa ở đó tắt máy chút đi. Nước là uống trầm trọng luôn á. Tại vì nước ở trên núi là giờ nước suối. Mà nước trời nắng này là máy mày đạp quay chứ gì nổi. Khô gan. Rồi. Kẹt thắng hả? Rồi. Ừ. Nhưng mà cái bụng có bụng. Nãy giờ thì mấy chú với mấy bác cũng đã đào xong rồi nè các bạn. Cắt cái lóng trên chứ. Lấy bỏ lóng trên. Tiện cặp lục bình nhỏ được không? Cái này hả? Cái này cái lỗi nó hơi nhỏ. Đâu không? Dữ rồi. Cầm cái đôn nhỏ được. Trời đồ. Cái đôn nhỏ. Cầm được mấy cái đôn nhỏ. Nó ba cũng hoa rồi chứ đường có đào. Đôn nhỏ là làm đôn nhỏ. Mấy là thấp từ 4 tấc thôi. Cái đó mấy đó có cái này có 4 tấc cái gì? Ngồi cái ba tắt máy làm đôn nhỏ rồi gọi bạn nhỏ làm đế đôn nhỏ nó không có lệch nó cao quá ngồi cao nhiêu tôi làm đôn từ 5 tấc trở lại hả à. Cái đó mấy tấc ghế đó mấy tấc 4 hả bà ghế đó 3 tấc rưỡi mà nó không biết gì chân đợi kêu không ta nó nói không được thấy rồi mà chưa đi kịp đi gai mất dương lúa nêm rồi chém rồi vô đợi kêu quá cái này sao chưa luôn á. Luôn treo. Luôn gần như nó điện gà qua là nó cũng là đó. Khỏi lạnh ha. Cái đầu ấy bị kè chưa được không? Sống không? Làm nó cưa lại cho. Bỏ ra hả? Vậy ba cái đòn cọc dây đang cọc cấu cái lóng này ra cái nha. Lóng này cưa không chứ được. Chặt xuống được. À cần chút anh. Để lấy hơi cái này xài bằng thể lực hả ba cái sáng cạp đó ba hơi hư cây cái dây nó đung đưa đủ hơi chưa đủ hơi anh vậy
Cái gạo bị tuột tuột số quá. Đủ hơi. Đây hẹp quá cả nhà. Còn quay cái hơi bị khúc, còn mong cả nhà thông cảm cho tao nha. Bác này là chủ của chiếc cán cạp. Dạo này tao không biết máy tắt. Đẻ cái máy cưa. Lấy cái máy cưa. Dướng mà sao lấy máy cưa ông ra. Không thắng mà thắng tuột hoài hả? Muốn thắng mà tuột hoài à. Lên đi. Ôi. Cái này nó quơ quá quơ. Dây điều khiển không được. Thấy ghê quá. Ghê ta vậy đó, ghê gì không chắc. Để nó nghiêng cái ghê mà nó không tao làm cái đít. Hả? Đít cho nó túm lại rồi. Ừ. Ý nó đã cắt nghiêng cái vậy á, cái con ngáp nó đi. Hay dám đụng, dám lỗ nhiều, dám lỗ gấp. Cái nhiên nhánh ngoài lỗ nhiều, trong lỗ ít thiệt. Rồi đó xong rồi cả nhà. Rồi cái chân nữa đây là một cái bàn nhậu rồi. Trống lỏng luôn cả nhà. Rồi, đây là ba của Tùng cùng với chú Đường cũng đã cưa xong cái còng nè. Tùng cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và xem hết video. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Dạ. Cái cẩu cái nhà lan cái này đi chặt đất thuê ha. Ừ, chưa đang làm đó. Làm ăn cá rồi đó. Cái số điện thoại nhu cầu liên hệ 096 767 277. 0967676207 bà con có nhu cầu liên hệ bằng công trình làm cá gì đó đi ha. Ví dụ sóc bờ kè đó ha. Sóc bờ kè rồi cua ve sóc bạc có đủ hết. Dạ. Lên mô vườn đất luôn bác. Lên mô làm vườn luôn. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn bác. Xin chào và hẹn gặp lại.